chào quý bác tài, chào mừng quý bác tài đã đến kênh với kênh Thùy Trang xe tải của em. Thì em là Trang đến từ công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai ha. Đến với video hôm nay em sẽ giới thiệu đến với bác tài về hai dòng xe tải rắc tải nhẹ mà nằm trong danh sách rắc N series ha. Đó là dòng xe phía bên phải em đây là dòng xe rắc N 900 có tải trọng là 9 tấn 1 và kích thước thùng dài là 7 m. Và phía bên trái em đây là rắc N 800 có tải trọng là 8 tấn 35 và với kích thước thùng dài là 7 m 6. Thì video hôm nay em sẽ giới thiệu đến với bác tài về hai cái dòng xe này ha. Thì về phần ngoại thất của hai dòng xe thì bác tài cũng có thể thấy là về phần ngoại thất thì hai dòng xe có phần ngoại thất giống nhau, với phần cabin đầu tiên và xe sẽ được trang bị cả phần mui nước gió. Thì đối với phiên bản rắc N 800 thì nó sẽ có hai phiên bản là thùng bạc và thùng kính để mà cho quý bác tài của mình có thể lựa chọn. Còn riêng đối với phiên bản rắc N 900 này thì nó sẽ chỉ có một phiên bản thùng bạc thôi nha quý bác tài. Cả hai xe thì sẽ đều có ba màu cơ bản là màu trắng, màu xanh và màu ghi. Thì hiện tại tại công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai của em đang có 3 màu, nên quý bác tài có thể đến tận showroom của em để mà tham khảo về 3 màu của dòng xe rắc N 800 và rắc N 900 ha. Thì em sẽ đi vào từng dòng xe cho quý bác tài của mình cùng xem. Thì đối với dòng xe rắc N 800 và dòng xe rắc N 900 thì hồi nãy em cũng đã nói là về phần ngoại thất giống nhau, làm sở hữu cabin đầu vuông và được trang bị phần mui nước gió. Đó là điểm giống nhau thứ nhất. Điểm giống nhau thứ hai đó là cả hai dòng xe này thì đều đang sử dụng là động cơ Cummins. Thì quý bác tài cũng có thể biết là động cơ Cummins là một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ mà đang được rất là nhiều dòng xe tải sử dụng, kể cả dòng xe tải nhập khẩu ha. Thì hai dòng xe này là hai dòng xe được lắp ráp trong nước. Cả hai đều đang sử dụng là động cơ Cummins và với chế độ bảo hành lên đến 5 năm hoặc là 150.000 km nha quý bác tài. Đó là điểm chung thứ hai. Bây giờ em sẽ đi đến cái điểm khác biệt của từng dòng xe. Thì đối với dòng xe rắc N 800 này thì nó sẽ có tải trọng là 8 tấn 35 với kích thước lọt lòng thùng dài là 7 m 6, chiều dài ha. Chiều rộng là 2 m 28 và chiều cao là 2 m 15 ha. Thì dòng xe này sẽ có 7 bửng với 3 bửng hai bên và 1 bửng hông. Về cái phiên bản thùng mà em đang giới thiệu đến với bác tài, đây là phiên bản thùng do nhà máy đóng, với tiêu chuẩn là phần bửng bằng nhôm, phần trụ, phần bản lề và phần lươn, phần cản thì sẽ được làm bằng sắt. Thì nếu như mà quý bác tài có nhu cầu mà đóng thùng mà bửng nhôm hay là đóng thùng theo một cái quy cách đặc biệt nào đó thì bên em cũng sẽ hỗ trợ đóng thùng cho quý bác tài của mình luôn nha. Về phần kèo của dòng xe rắc N 800 và rắc N 900 này sẽ là phần kèo bắt ốc nha. Nếu như mà quý bác tài của mình muốn mở kèo để nâng ba lết thì bên em cũng sẽ hỗ trợ mở kèo cho quý bác tài của mình luôn. Còn về phần sắc xi của hai dòng xe thì sắc xi của dòng xe rất nổi tiếng là phần sắc xi dày nguyên khối và được dập nguội 6.000 tấn thành hình nha quý bác tài. Xe cũng được trang bị cả nhíp lá 2 tầng và một phần cầu sau, cầu láp, cầu nhanh rất là lớn, sẽ giúp cho xe của mình có một độ chịu tải tốt khi mà di chuyển trên đường. Còn đối với phần bánh xe thì dòng xe rắc N 800 và rắc N 900 này sẽ sử dụng là bánh cao su Mina ha. Có hệ số lớp là 8.25R20. Cả hai dòng xe này đang sử dụng là động cơ Cummins với dung tích là 3.8 lít và công suất là 125 kW tại vòng tua là 2.600 vòng trên phút. Bây giờ mình sẽ đi đến dòng xe rắc N 900 ha. Thì dòng xe rắc N 900 này thì nó sẽ có tải trọng là 9 tấn mốt, sẽ có thay đổi hơn so với dòng xe rắc N 900 trước đó. Thì rắc N 900 này bây giờ sẽ có tải trọng là 9 tấn mốt với kích thước thùng dài là 7 m, chiều dài, chiều rộng là 2 m 270 và chiều cao là 2 m 15 nha. Xe này cũng sẽ được trang bị 7 bửng với 3 bửng hai bên và 1 bửng hông. Thì kích thước bửng của dòng xe này nó sẽ có sự chênh lệch
bửng đầu tiên nó sẽ dài hơn một tí xíu ha, dài hơn so với bửng thứ hai và bửng thứ ba. Cái bửng thứ ba sẽ là bửng có chiều dài bửng thấp nhất ha. Thì về phần nội thất của cả hai xe thì cả hai xe ZN900 và ZN800 thì sử dụng là cabin đầu vuông, nên cái phần nội thất của mình rất là rộng rãi ha. Xe được trang bị tận 3 ghế ngồi và một giường nằm. Ghế thì được bọc nỉ ha, sẽ tạo cảm giác thoải mái cho quý bác tài của mình khi mà di chuyển trên đường. Còn các cái tiện ích khi mà đi trên xe thì sẽ gồm vô lăng 4 chấu có trợ lực điện ha, in hẳn phần logo ZAC phía trên phần vô lăng luôn. Trên vô lăng cũng sẽ được trang bị nút cruise control. Nút cruise control sẽ giúp cố định vận tốc cho quý bác tài của mình. Kế bên đó sẽ xe cũng sẽ được trang bị hệ thống FM radio cũng như là hệ thống máy lạnh hai chiều, sẽ giúp cho quý bác tài của mình có một không gian lái xe mát mẻ khi mà di chuyển trong cái thời tiết nóng bức như hiện nay ha. Về hộp số thì cả hai dòng xe ZN800 và ZN900 thì đều sử dụng là hộp số phách ghe của Mỹ với 6 số tiến và 1 số lùi ha. Cái việc vô số của quý khách tài của mình được nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Trên xe cũng được trang bị cả phần kính điện cho cả bên tài và bên phụ luôn ha. Thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu đến quý khách tài về hai phiên bản ZN800 cũng như là ZN900 nằm trong phân khúc xe tải ZAC tải nhẹ và phân khúc ZN series ha. Thì hai dòng xe này có mức giá giống nhau, đó là 728 triệu, đó là giá xe và thùng cộng bạc luôn ha, đó là giá xe chưa giấy tờ. Thì tùy vào từng tỉnh thành thì tiền giấy tờ sẽ có mức chênh lệch khác nhau. Thì nếu như mà quý bác tài của mình cần được tư vấn cũng như là hỗ trợ cảm giác lái thử thì hãy nhấc máy lên và gọi vào số hotline bên dưới để em có thể tư vấn cho quý bác tài của mình có thể lựa chọn một dòng xe phù hợp. Còn cách thứ hai nữa đó là quý bác tài hãy đến với công ty ô tô Phú Mẫn của em tại chi nhánh Đồng Nai nằm trên đường 110A Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai ha. Thì cuối cùng em xin chào và hẹn gặp lại quý bác tài. Em mong là sẽ gặp được em mong là trong thời gian sớm nhất sẽ nhận được cuộc gọi từ quý bác tài cũng như là sẽ gặp mặt được quý bác tài tại công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai của em ha. Thì em xin chào và hẹn gặp lại.